tận cùng, tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu, biết mây là yêu cho vừa, giết mây thời gian cho vừa, khi yêu ta mơ về nhau để thấy lắm. Xin chào, mình là Linh và mọi người hay gọi mình là Linh Cáo. Linh sinh ra và lớn lên ở Huế. Trước đây thì Linh học khoa du lịch Đại học Huế. Bây giờ thì Linh đang công tác tại FPT Telecom chi nhánh Huế. Ngoài ra thì Linh cũng là một người làm nhạc tự do và Linh cũng sáng tác nhạc và có những tác phẩm của riêng mình. Thì ngoài giờ làm việc ở công ty thì thời gian còn lại Linh để dành để sáng tác nhạc, để làm nhạc và biểu diễn âm nhạc của mình. Linh cũng có được một chút ủng hộ và yêu mến từ mọi người qua những ca khúc như là Ta Cứ Đi Cùng Nhau, Đưa Nhau Đi Trốn, Mân Côi, Hiên Nhà, vân vân. Thì Linh làm nhạc đến nay thì cũng đã 9 năm rồi và cũng viết được khoảng tầm 15 ca khúc trong đấy, bao gồm cả solo và các ca khúc hát chung với các anh chị làm nhạc khác. Thì rất là may mắn là có sự ủng hộ của các anh chị trong công ty, cho nên là Linh cũng có thể cố gắng được hoàn thành được công việc của mình. Vào năm 2015 thì là may mắn là ca khúc Đưa Nhau Đi Trốn được mọi người yêu thích và Linh và Đen cùng nhận giải là Zing Music Award vào năm đấy cho hạng mục ca khúc rap hip hop được yêu thích nhất. Và đến năm 2016 thì ca khúc Ta Cứ Đi Cùng Nhau cũng lọt top 4 của hạng mục giải thưởng này. Và từ lúc đấy thì may mắn là có một số người biết đến Linh với những sản phẩm solo sau này với cái tên là Linh Cáo. Thật ra thì Linh và Đen cùng hoạt động trong diễn đàn Anh Em Rap từ ngày xưa, từ 2010 cơ. Lúc đấy thì anh em có dịp gặp nhau ở Hà Nội và có một show diễn nhỏ là Tử Tế Show ấy. Sau đấy thì nhiều năm tiếp theo thì nó phát triển thành Tử Tế Show đến năm 7 năm. Thì nhưng mà đến năm 2015 thì hai anh em quyết định là làm chung ca khúc Đưa Nhau Đi Trốn, lúc đấy là demo là của Đen. Sau đấy Đen gửi cho Linh và cùng với cảm xúc trong bài hát đấy, cho nên là Linh viết luôn cái lời của Linh và hát cùng với Đen song hành cùng trong cái bài Đưa Nhau Đi Trốn đấy. Sắp tới thì Linh và team có nhiều kế hoạch và nhiều dự án cho âm nhạc và cũng đang thực hiện rồi. Thì năm 2020 là đánh dấu chặng đường 10 năm mà Linh theo đuổi âm nhạc, cho nên là theo đuổi niềm đam mê này, cho nên là Linh cũng ấp ủ và cũng hy vọng là sẽ làm được một điều gì đấy đặc biệt cho năm sau. Và thật ra thì âm nhạc của Linh xuất phát từ cảm xúc và từ đa phần là Linh tự sự, cho nên là không quá rộng để mọi người biết đến và yêu mến. Nên là nếu như các anh chị FPT Telecom, các anh chị FPT ủng hộ Linh, thì yêu mến Linh, thì hãy sub kênh YouTube của Linh và đón chờ nghe những sản phẩm âm nhạc sắp tới của Linh nhé. Linh thì mọi người biết đến Linh ở bên ngoài là tên là Linh Cáo, cho nên có thể là Linh cảm thấy yêu mến những gì gắn với hình ảnh con cáo này. Và FPT Telecom tiền thân cũng là Fox, là con cáo ấy. Thì ra cũng một chút vui thôi, nhưng mà thật ra thì Linh có duyên với FPT và làm việc với FPT cũng được 6 năm rồi. Cũng may là có sự ủng hộ và yêu thương từ anh chị đồng nghiệp, từ sếp tạo điều kiện rất nhiều để Linh có thể song hành hai công việc cùng một lúc. Có chứ, mọi người đều biết và mọi người đều ủng hộ Linh nhiều lắm. Thì mỗi lần mà có các khúc gì mới thì mọi người đều chia sẻ và lắng nghe, theo dõi Linh rất là nhiều và tạo điều kiện cho Linh với những lúc mà Linh đi diễn hay là có những hoạt động bên ngoài nhiều. Có, Linh gặp nhiều khó khăn và cũng áp lực nhiều khi mà thực hiện hai vai trò cùng một lúc. Thì là đa phần những nơi mà Linh sản xuất âm nhạc hay Linh làm nhạc thì nằm ở nhiều nơi khác nhau và Linh đi diễn cũng nhiều nơi khác nhau, mà công việc của Linh thì không phải là khi nào cũng sắp xếp được. Đấy. Ngoài ra thì là
thời gian những ngày nghỉ của Linh, đa phần là Linh dành hầu hết những ngày nghỉ của mình để làm nhạc, để đi diễn nhiều show Linh cũng phải cancel vì Linh cũng vẫn ưu tiên cho công việc ở FPT Telecom nhiều hơn. May mắn là các anh chị ở trong công ty thì ủng hộ và tạo điều kiện cho Linh rất nhiều để Linh vượt qua những khó khăn của mình để hoàn thành tốt KPI ở công ty và vẫn giữ được cái chất nhạc của riêng mình. Đấy là điều may mắn mà khi Linh làm việc ở FPT Telecom, và có thể là không nơi nào có được cái văn hóa đấy để giúp cho Linh phát triển hơn. Qua đây thì Linh cũng có một đôi điều chia sẻ, đấy là chúng ta hãy có cho mình ít nhất là một đam mê nào đấy và hãy hết mình vì nó. Đừng bao giờ để những cái dự định mãi mãi nằm trong đầu và sau nhiều năm nó tắt dần với một cái từ là giá như. Cho nên là chúng ta cứ làm đi. Và Linh chắc chắn là những điều mà chúng ta nhận được sẽ nhiều hơn những điều mà chúng ta mong muốn rất là nhiều. Linh rất là cảm ơn FPT đã giúp cho Linh phát triển và sống cùng với đam mê của mình. Và xin chào Phân Phó Phân, xin cảm ơn Phân Phó Phân và cảm ơn các bạn đang theo dõi chương trình rất là nhiều. Và Linh chúc cho mọi người sức khỏe và nhiều thành công nhé. Hương thơm cỏ dài, ai lay cho đám mân côi đóng đường ngoài hiên, ai thêm con nắng trong veo nhắc sen hồng nở muộn, ai mang hoa đến cho em chờ, em còn đợi ai cho ngày xanh non biết thế, thôi đừng chờ chi cho phí hết xuân xanh ngời, hỡi tình này là chi em còn ngây thơ muốn biết, đôi mình là chi nên lỡ mất em sao đành, tình là điên lắm tình là say đắm em cứ yêu ngông cuồng vậy thôi, ngày thì trông ngóng chờ nhiều đêm lắm, thôi thời người ta đi tìm mật ngọt hoa tươi ong về hoa héo chờ ai, nói em nghe người ở bao xa, nói em nghe em còn chờ bao lâu, người ơi à, người ơi à, ai mang theo gió đêm qua chút hương thơm cỏ dài, ai lay cho đám mân côi đóng đường ngoài hiên,